Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, Ngoại trưởng hai nước Ba Lan và Israel đã ký thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao và cho phép nối lại các chuyến tham quan học tập của học sinh Israel về nạn diệt chủng người Do Thái. Hai nước cũng nhất trí để đại sứ Ba Lan quay trở lại Israel sau gần 2 năm gián đoạn. Phát biểu sau lễ ký ở thủ đô Warsawa của Ba Lan, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen nhấn mạnh hai nước không chỉ có lịch sử lâu đời mà còn có tương lai chung và có trách nhiệm cùng xây dựng tương lai đó. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Israel ra thông báo nhấn mạnh cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước đã kết thúc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng hoan nghênh bước tiến này, đồng thời bày tỏ tin tưởng thỏa thuận vừa ký sẽ giúp hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Israel và Ba Lan rơi vào tranh cãi ngoại giao từ tháng 7 năm 2021 sau khi Quốc hội Ba Lan thông qua đạo luật ngăn cản việc đền bù cho người thừa kế tài sản bị Đức Quốc xã tịch thu trong thời gian diễn ra nạn diệt chủng người Do Thái. Một tháng sau, hai nước cùng triệu đại sứ về nước.